Phiên buổi sáng ngày 31 tháng 1 năm 2020, em Thảo Hoa Lan Lạng Sơn xin kính chúc tất cả các anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, cuộc sống luôn gặp may mắn, bình an. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại 0965 495 087, 0363 929 228, 0848 626 228 là 3 số điện thoại của em Thảo. Cô chú anh chị có thể kết nối. Và ngoài những giống hoa phong lan thì gia đình em Thảo còn có vật tư phân thuốc để phục vụ cho chúng ta chăm sóc hoa lan của chúng ta một cách tốt nhất. Và hiện tại thì hoa lan của gia đình em Thảo đang trên đường về rất nhiều những cái mặt hàng khác. Và gia đình em hiện tại cũng đang có rất nhiều những cái mặt hàng. Và nhân dịp năm mới thì gia đình em Thảo đang tri ân giảm giá rất nhiều những cái mặt hàng. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể là gọi điện trực tiếp để đặt hàng với gia đình em nhé. Trầm hoàng đế đỏ là một trong những dòng trầm được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm. Với mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đấy ạ. Và hiện tại thì cây đang thắt ngọn, rụng lá, chuẩn bị cho bông và cho thân tơ mùa tới luôn rồi đấy. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đó, cây của nó rất là đẹp này. Đó, cây cao 25-30cm. Đó. Nói chung là cái dòng này chơi lá, chơi thân hoặc là chơi hoa thì nó đều xinh hết. Và đây là hàng sưu tầm cho quý anh chị em yêu mến những cái mặt bông độc và đẹp. Và những cái giá bình thường em Thảo bán là 280.000 một chậu, bằng với trầm cửu long đấy ạ. Nhưng mà nhân dịp năm mới gia đình em Thảo bán chỉ lấy số lượng thôi, đó chính là bán là 230.000 một chậu, mua 2 chậu là 450 nhá cả nhà nhá. Đó, trầm hoàng đế đỏ, hàng sưu tầm dành cho anh chị em yêu mến. Đây là một số mặt hàng của nhà em Thảo gồm có rất nhiều những cái dòng hoa tại đây. Và hàng thì do là một là chuyển mùa nên nó bị rụng lá, hai là hàng hoàn về nên là nó bị mất nước, nên là đi về nó bị sốc thời tiết nên là nó cũng bị rụng lá đấy ạ. Đó, và những cái cây nào thì chắc chắn nó còn sống thì gia đình em Thảo mới gửi cho cả nhà nhá. Đó, còn những cái cây nào yếu quá rồi thì thôi em sẽ không gửi cho cả nhà nữa. Em thanh lý với giá rất mềm luôn. Đó, chỉ có 20.000 một cây thôi nè. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm nhá. Đó, ví dụ những cây này chẳng hạn, nó rất là khỏe luôn này, cây nù này. Đây những cây nù của nhà em. Còn bên này là cây ma bó, những cái dòng hoa, cây kiến lửa này. Đó, những cái dòng hoa hoàn của nhà em thôi, em thanh lý với giá là 20.000 một cây. Số lượng em Thảo có khoảng tầm 60 cây. Đó, em sẽ lọc lại một lần nữa, những cây nào nó quá yếu rồi thì em sẽ không gửi cho cả nhà nữa. Địa lan lá biên phát tài được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến, đặc biệt là những dịp đầu năm này chúng ta mua về để thu hút tài lộc và may mắn về gia đình của mình. Và cái dòng địa lan thì cả nhà biết rồi, nếu mà chúng ta chơi hàng Tết địa lan đấy ạ, anh chị em đi mua về không bao giờ dưới giá là 1 triệu một chậu đúng không ạ, nếu mà có hoa. Và bây giờ em Thảo chỉ bán hàng để làm giống thôi, nên là anh chị em nào yêu mến những cái chậu địa lan này thì chúng ta có thể sưu tầm. Và cái địa lan này có một điều đặc biệt, đó là dòng lá ngắn nhá. Lá ngắn nó có giá trị kinh tế cao hơn so với dòng lá dài, kể cả địa lan trần mộng hoặc là những cái dòng địa lan khác cũng vậy. Nếu mà nó lá ngắn thì nó thẩm mỹ nó sẽ cao hơn và nó xinh xắn dễ thương hơn đúng không ạ? Đây, những cái lá của nó dài thì nó biên ít hơn, còn những cái cây mà nó mới mọc lên này thì biên nó dài hơn và xếp rất là đẹp này. Đó, bình thường những chậu này em Thảo bán với giá là 470.000. Hôm nay nhân dịp năm mới gia đình em Thảo bán với giá là 320.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bán với giá 600.000 nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp và dễ thương và số lượng thì em Thảo không có nhiều. Đó ạ. 320.000 một chậu, mua 2 chậu là 600.000. Địa lan là biên phát tài, dòng lá ngắn, dòng lá rất là đẹp luôn ạ. Với mặt bông thì cả nhà có nhìn ở trên màn hình này đây ạ, rất là dễ thương đúng không ạ? Và cái dòng này để chơi lá thôi thì cũng rất là yêu rồi. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có 6 chậu cây kiều tím, thân vuông rất là đẹp và dễ thương. Dòng hoa này là do gia đình em Thảo gửi cho một anh ở dưới Thái Bình, nhưng mà em lại gửi nhầm địa chỉ nên là nó đã hoàn về và gia đình em Thảo chăm sóc rất là tốt này. Cả nhà có nhìn thấy. Và hiện tại thì cây đây. Đó, có cây thì đang sưng mắt nụ rồi đấy ạ. Đó, sẽ cho chuẩn bị cho bông luôn rồi đấy ạ. Rất là đẹp nhá, mỗi một chậu của nó. Em có 6 chậu này thôi. Đó. Bình thường em Thảo bán với giá là 250-230. Hôm nay duy nhất em Thảo chỉ bán 180.000 thôi ạ. Hoa như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình đây ạ. Rất là đẹp nhá. Đó, mỗi một chậu của nó để gây giống chúng ta phải mua một vài chậu về để chúng ta ghép vào một giò. Đó, rất là đẹp đấy ạ. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có 12 chậu cây phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ, hàng gieo hạt. Là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Với dòng thân của nó thân xanh này và cây đã thắt ngọn, chuẩn bị chất dinh dưỡng, chuẩn bị cho mùa hoa và những cây thân con mùa tới luôn đấy ạ. Đó, cây đã thắt ngọn rồi đấy ạ, và nên nhìn này.
Vì nó là đã thắt ngọn nên là cây của nó dồn chất dinh dưỡng ra, nên là cái phần trên nó to hơn cái phần gốc một chút. Cây cao khoảng tầm 30 cho đến 35 cm. Và em thả chỉ còn có 12 cây nên là em bán giá rất là mềm ạ. Em bán là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400 nhé cả nhà nhá. Đó, sắp Tết rồi nên em bán giá rất là thấp để cho cô chú chạm cùng có thể sưu tầm. Và cả nhà có nhìn dòng thân xanh này. Đó, riêng chơi thân nó cực kỳ là đã rồi đúng không ạ? Vì nó thắt ngọn đây là nó đang tích trữ chất dinh dưỡng chuẩn bị cho hoa rồi. Đấy, cây xinh lắm. Em thả bán với giá chỉ có 220, mua 2 chậu là 400. Vì điệp gái nhảy, ngày hôm nay gia đình em Thảo đã lại về đây ạ. Và đây là hàng gieo hạt dành cho cô chú chị sưu tầm. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân và hiện tại thì cây đã thắt ngọn rồi ạ. Cây đã đứng ngọn rồi nhé cả nhà nhé. Và mỗi một chậu của nó cao khoảng từ 14 cho đến 15 cm, gồm có 2 thân. Đó, anh chị em có nhìn thấy này, rất là xinh xắn và dễ thương đúng không ạ? Và hiện tại thì cây đã đứng ngọn rồi nên là gia đình em Thảo sẽ bóc ra để gửi cho cả nhà. Đó, như cả nhà đang nhìn đây ạ, đây chính là cái giấy mà em hay gói hoa đây, em sẽ bọc như cả nhà đây. Thì như thế này thì anh chị em sẽ đỡ mất nhiều tiền cước và cây của mình sẽ được đảm bảo, bởi vì là mua về thì anh chị em cũng sẽ thay chậu đúng không ạ? Em combo 2 chậu là 250 nhá cả nhà nhá. Phi điệp gái nhảy combo 2 chậu là 250, tính ra chỉ có 125.000 một chậu thôi đúng không ạ? Mà có 2 thân rất là xinh xắn và dễ thương. Đó. Đẹp quá. Và em Thảo xin giới thiệu cả nhà về 10 loại cây con giống của gia đình em Thảo có sẵn là từng khay đây ạ. Đầu tiên gồm có hòn hèo, phi điệp 5 cánh trắng mắt xước 75.000, gồm có 2 thân này. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai 1 thân 65.000. Phi điệp 5 cánh trắng phú thọ 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hậu 75.000, gồm có 2 thân. Phi điệp mắt đỏ hòa bình 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu phòng hồng mỹ nhân này. Đó. Phi điệp bảo 75.000, cũng gồm có là 2 thân. Phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh. Đây ạ, 1 đến 2 thân. Và gia đình em Thảo có rất nhiều hàng nên là em sẽ quay em bán combo nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Mỗi một combo em Thảo bán với giá là 300.000, gồm có là 5 cây. Đây ạ, 5 cây nhá. À, combo số 1 gồm có là Phi điệp hòn hèo người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Là một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Với mặt bông mẹ, cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là mặt bông mẹ của hòn hèo này. Và phi điệp 5 cánh trắng phú thọ là một trong những cái dòng hoa 5 cánh trắng có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? À, mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm nhá cả nhà nhá. Tiếp theo cây phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh, viết tắt là HO đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa ở Hòa Bình, 5 cánh trắng Hòa Bình rất là xinh đúng không ạ? Đây ạ, mỗi một thân của nó thân xanh khoảng từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm. Phi điệp 5 cánh trắng mắt xước, đây ạ, một cái dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy trên màn hình đây chính là phi điệp 5 cánh trắng mắt xước. Đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai thì là một thân đúng không ạ? Đó là combo số 1 gồm có 5 loại như vậy. Mặt bông cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là tổng thể 5 loại là mặt 5 mặt bông như thế nhá. Em bán với giá là 300.000 một combo. Tiếp theo combo số 2. Combo số 2 gồm có hồng mỹ nhân, gồm có 2 thân cao từ 3 đến 5 cm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây chính là mặt bông của hồng mỹ nhân này. Tiếp theo đây là phi điệp hồng yên thủy hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cũng cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây. Đúng không? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân đúng không ạ? Rất là xinh. Cây bảo, phi điệp bảo này. Đó, phi điệp bảo với mặt bông mẹ cũng rất là đẹp nữa. Cả nhà các bạn nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp mắt đỏ hòa bình thì thân của nó là đỏ là phải rồi. Đó, với mặt bông, cái mắt đỏ hòa bình này khi mà cái dòng hoa này mà với cái mặt bông mẹ của nó đây là chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là cái mắt của nó nhoe ra. Đấy, giống như là khóc đúng không ạ? Khóc ra máu là rất là thảm thương đúng không ạ? Hồng mẫu hậu, phi điệp hồng mẫu hậu này. Với mặt bông mẹ cả nhà bạn nhìn thấy chính là mặt bông mẹ của hồng mẫu hậu. Đây là hai combo của gia đình em. Mỗi cây khi mà bán lẻ thì nó khoảng tầm 70 đến 75.000, nhưng mà khi cả nhà mua combo thì với giá là 60.000 thôi nhé cả nhà nhá. Đây ạ, 10 loại của nhà em. Cô chú anh chị nào yêu mến những cái dòng hoa nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo đã lại về thêm những chậu cây phi điệp lá mít Hòa Bình rất là đẹp ạ. Và đặc trưng của cây phi điệp lá mít Hòa Bình đó chính là khi mà cây trưởng thành
Nó có thể to bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta nếu mà được chúng ta chăm sóc tốt. Và lá của nó thường sẽ xòe to hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác này. Chúng ta mua về chúng ta so sánh và chúng ta sờ thôi là chúng ta biết là cái lá của nó dày dặn hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác. Đây em lấy ra như này thì cả nhà vẫn nhìn thấy rõ hơn này. Mỗi một chậu của nó cao khoảng từ 25 cho đến 35 cm. Tri ân quý khách hàng để chào đón năm mới, gia đình em Thảo bán giá 250.000 giảm xuống còn có 220.000. Mua 2 chậu thì gia đình em Thảo bán với giá là 400.000 nhá cả nhà nhá. Xinh cực lực, xinh và dễ thương luôn ạ. Hàng đẹp lắm. Cô chú chị nào mà yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu về để chúng ta chơi thân. Đấy, chơi thân đã được cực kỳ là mến luôn đúng không ạ? Và cái bông của nó đấy ạ, cái bông lá mít hòa bình này, cây lá mít hòa bình này nó sẽ dày dặn và nở được rất là lâu này. Đó, nhìn cái lá này, lá giống như lá nhựa rất là yêu luôn. Đó, số lượng thì em Thảo không có nhiều nên là cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Phi điệp lá mít hòa bình 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400.000. Hàng hiếm dành cho người dành chơi, đó chính là ngọc trai đen hay gọi là thiên nga đen. Một dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng trên thế giới bởi màu đen tượng trưng cho sự vĩnh cửu và huyền bí. Và ngọc trai đen này có mặt bông cực kỳ là độc đáo bởi màu đen tuyền mà ít loại lan nào có được đúng không ạ? Và hàng của gia đình em Thảo là hàng đã thuần tại Việt Nam được gần 2 năm rồi, nên là cái độ thích nghi môi trường nó sẽ rất là phù hợp. Kể cả ngoài Bắc và ngoài Nam thì cô chú chị mua về thì chúng ta đều thuần được. Hoa của nó nở vào mùa xuân và hiện tại thì cây đã thắt ngọn chuẩn bị chất dinh dưỡng cho mùa hoa và cho cây con mùa tới đấy ạ. Và em Thảo đã phun thuốc kích hoa rồi, nếu mà anh chị em mua về thì chúng ta có thể là mua thêm cái thuốc kích hoa này về để chúng ta kích hoa đúng không ạ? Đó, hoặc là có rất là nhiều những cái loài lan khi nở vào mùa xuân thì chúng ta cũng bắt đầu kích hoa được rồi. Với mặt bông cực kỳ là xuất sắc như vậy thì cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Em Thảo bán với giá rất mềm 470.000 một chậu, mua 2 chậu là 900.000 nhé cả nhà nhé. 470.000 một chậu, mua 2 chậu là 900.000. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm một vài chậu và có cây nào đã có nụ rồi đấy cả nhà. Đó, đây đã có nụ này, có cây này. Nhưng mà chỉ có 1-2 cây nào có nụ thôi. Đó. Hoa lan Korat Koki là dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Hoa rất là thơm và cực kỳ là dễ trồng và cô chú chị có nhìn thấy đây chính là giò hoa lan Korat Koki 31 năm tuổi của hoa lan Đỗ Nghĩa tại Hà Nội. Và Korat Koki nó là kết quả của mối tình rất là đẹp giữa hoàng nhạn và cử bảo tiên đúng không ạ? Nên là Korat Koki có vòi hoa rất là dài và rất là thơm và đặc biệt là có cái màu hoa rất là tươi sáng đúng không ạ? Rực rỡ đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy này. Đó, đây là những cái hàng để làm giống. Cả nhà có nhìn thấy đây ạ, những bé rất là khỏe đúng không ạ? Hay ăn trong lớn và cực kỳ là dễ nuôi. Đó, anh chị em nào yêu mến cái dòng hoa Korat Koki này thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu về để chúng ta làm giống. Em Thảo bán với giá là 250.000 được 2 chậu. Đó, bán lẻ là 130.000 một chậu nhá cả nhà nhá. Rất là xinh xắn và dễ thương. Đó, Korat Koki. Và cái gì có đôi thì nó vẫn là hoàn hảo nhất đúng không ạ? Nên là anh chị em 250.000 được một đôi rất là xinh xắn và dễ thương của Korat Koki. Bên cạnh hoàng tử áo đỏ, đây chính là Đai Châu Đỏ chấm bi, một cái con lai rất là thành công của Đai Châu và Vanda đúng không ạ? Cả nhà có nhìn thấy này, vẫn có nét đẹp của Vanda và nét đẹp của Đai Châu đúng không ạ? Một cái cây mà nó có cái độ vươn ra và võng xuống thì chỉ có ở Đai Châu đúng không ạ? Và cái lá của nó xếp đều tam tắp của Vanda cực kỳ là xinh. Và đây là một cái con lai rất là hoàn hảo đúng không ạ? Với mặt bông màu đỏ chấm bi cực kỳ là đẹp. Dòng hoa này chúng ta có thể chơi thân, chơi hoa và chơi cả rễ luôn này. Với cái rễ dai rất là xinh này. Đó. Đai Châu Đỏ chấm bi cây cực kỳ là xinh. Em bán với giá là 250.000 một cây ạ. Đây. Đó, rất là xinh luôn. Có thể nói cây này mỗi một cây của nó này 1 2 3 4 5 6 7 đúng không ạ? Có 7 cặp lá. Đó, từ 6 đến 7 cặp lá rất là đẹp luôn. Anh chị em nào yêu mến và muốn sưu tầm thì chúng ta có nên sưu tầm nhé, bởi vì nó rất là đẹp mà giá cực kỳ là mềm luôn này, cây này. Đó, chơi thân chơi lá cực kỳ là mến. 250.000 một cây ạ. Để chào đón năm mới năm 2020, gia đình em Thảo tri ân quý khách hàng những chậu cây hoa hoàng tử áo đỏ hay gọi là Ren Red, một dòng hoa đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng. Chính vì vậy, được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta tặng quà nhau năm mới, khai trương cửa hàng, mừng quà tân gia hoặc là treo các nhà vườn hoặc các sảnh công ty đều đẹp đúng không ạ? Một dòng hoa có thể chơi thân này và chơi rễ này. Em đặt xuống như này thì cả nhà có nhìn thấy rõ hơn cây của nó. Màu đỏ, màu đen mẹ may mắn mỗi khi dịp Tết xuân về đúng không ạ? Dòng hoa này chúng ta phải trồng vào chậu hoặc là chúng ta có thể là ghép vào gỗ một hoặc là nhiều thân vào thành một chùm cũng rất là xinh.
Gia đình em chiên quý cái hàng từ 250.000 xuống nay chỉ còn có 200.000 một chậu nhá. Cô chú anh chị nào mua từ một chậu thì em cũng gửi. Và để chào đón năm 2020 may mắn phát tài phát lộc thì chúng ta nên mua một cái chậu hoa hoàng tử áo đỏ này về để chúng ta thu hút tài lộc về gia đình của mình được không ạ? Cây cực kỳ là xinh mà giá chỉ có 200.000 nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo để đặt hàng nhá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo đã lại về thêm những chậu cây trầm năm cánh trắng rất là đẹp ạ. Và đây là hàng chuẩn bông với đôi mắt nai long lanh rất là xinh được không ạ? Dòng này có thể chơi lá này, chơi thân và chơi hoa cực kỳ là đẹp được không ạ? Là dòng hoa hoàn hảo luôn đấy ạ. Có thể so sánh giữa ngón tay út của em này với cái thân của nó mập đúng không ạ? Rất là xinh. Và cây của nó không quá là cao đâu ạ, khoảng từ 15 cho đến 17 cm thôi. Đó, hàng chuẩn bông bảo hành. Và chào đón năm mới năm 2020 thì gia đình em tri ân quý khách hàng giá 250.000, nay còn có 220.000 mua hai cây như thế này. Hai chậu như này thì gia đình em Thảo bán 400.000 nhá. Đây ạ, xinh không ạ? Đấy, đẹp lắm. Rất là đẹp và đáng yêu. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một giống trầm rất là đặc biệt dành cho cô chú anh chị nào yêu mến những cái mặt bông độc và đẹp. Đó chính là trầm mai huyết tử. Với vẻ đẹp mộc mạc và xinh xắn, mặt bông của nó tím đậm, cánh bầu rất là thơm. Nên được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Và hiện tại thì ở trên thị trường em thấy xuất hiện rất nhiều những cái cây trầm nhưng mà nó là hàng của năm nhất ạ. Còn hàng của năm 2 của gia đình em Thảo chuẩn bị cho bông rồi và chính vì nó là năm 2 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Nên là cô chú anh chị khi mua về thì chúng ta có thể vừa chơi hoa và trong mùa tới này nó sẽ cho chúng ta những cái thân con mới rất là xinh xắn được không ạ? Với thân mập ú nu đấy ạ, cả nhà nhìn thấy là mê luôn này, đây ạ, bằng cái ngón tay trỏ của em luôn này, xinh cực là xinh luôn, đây ạ, wow, xinh lắm, đó, và cái thân của nó trơn láng rất là đẹp ạ. Và nhân dịp năm mới thì gia đình em Thảo bán giá cực kỳ là mềm ạ. Bình thường là giá từ 250 cho đến 280, ngày hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu, mua 2 chậu lá 450 nha cả nhà nhá. 450.000 nhá. Hiện tại gia đình em Thảo còn có 6 chậu cây sơn thủy tiên hàng thân lùn của gia đình em. Và hàng kg mỗi một lần khi mà về hàng thân lùn thì được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Bởi vì thân lùn khi mà chúng ta ghép vào những cái giớn đĩa như này thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Đấy, cái thân của nó cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây. Mỗi một chậu gia đình em ghép vào những cái giớn đĩa nhìn rất là xinh luôn. Và hoa của nó cả nhà nhìn ở trên màn hình ở đây ạ, hoa cực kỳ là đẹp. Đây cái dòng thân lùn này. Củ bóng rất là đẹp nhá. Đấy. Và hiện tại thì gia đình em Thảo còn có 6 chậu duy nhất. Bình thường em Thảo bán với giá là 370.000, ngày hôm nay em chỉ còn có 6 chậu nên là em bán với giá là 330.000 một chậu. Mua 2 chậu em bán là 600.000 nhá cả nhà nhá. Cực kỳ là đẹp luôn đây này, cả nhà gọi nhìn thấy này. Đó, hàng thân lùn. Không phải lúc nào nhà em cũng có những cái chậu thân lùn là để giao lưu với cả nhà đâu ạ. Và đây là một số vật tư phân thuốc của gia đình em Thảo. Anh chị em nào yêu mến thì em Thảo sẽ gửi cho cả nhà. Và bắt đầu bước vào tháng 2 thì cây hoa lan của chúng ta bắt đầu bước vào mùa sinh trưởng. Đây gọi là giai đoạn đầu sinh trưởng đúng không ạ? Bắt đầu hình thành những bộ rễ mới và nảy mầm gốc. Và em Thảo sẽ giới thiệu cả nhà về từng loại để chúng ta chăm sóc hoa lan của chúng ta một cách tốt nhất. Và bây giờ thì mùa xuân rồi. Đó, đây là chúng ta nên mua cho mình những cái lọ bả sen này về để chúng ta phòng ngừa đúng không ạ? Bởi vì là những cái mầm gốc khi mà lên mà những cái con sen nó ăn vào thì rất là xót xa đấy ạ. Ta một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ, cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000, là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn. Và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhé. Nhớ cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000, đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhé cả nhà nhé, phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở.
những đợt mưa kéo dài các bạn nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đâu các bạn. Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề lá chống thối nhũn đó, nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất, đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali, là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này, đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ, đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình, đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất, đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả, kích thích ra rễ cực mạnh đây. Đó. Siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này nó sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây, đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá, đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, ra rễ đâm chồi. Đây này, đấy, chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 3010, đúng không ạ? Làm cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt, đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó. Đây, em bán này, NPK 30 10 10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây. Phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo, vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng, đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây, đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Super Home này. Super Home này cũng là một cái dòng để bón lá, đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết, đúng không ạ? Đấy. Super Home này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhá. Đấy, rất là. Thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai, đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng, đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này, nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn, đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000. Lọ này lọ to nhé cả nhà nhé. Lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên. Thẻ ghi tên này để em bán với giá là 70.000, được nhiều lắm, được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ, đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ, một kích rễ là N3M 25.000, một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta, anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha. Đây này,
Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy. Vườn nào mà có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn đúng không ạ? À, hoa của chúng ta sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau, 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kinkin Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kinkin Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng, cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được, hoặc là theo cái sự hướng dẫn, nói chung là cũng như nhau thôi. Và tiếp theo đó chính là viên thuốc trị thối nhũn. Đấy, cực kỳ là hiệu quả luôn. Em bán là 20.000 một viên. Đó, là một gói, đây là dạng viên sủi nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Một viên này thì chúng ta sẽ sử dụng được với 16 đến 20 lít nước này. Đó. Cái này sử dụng cho bắp cải rất là tốt, và đặc biệt là sử dụng cho cây lan cũng cực kỳ là tốt luôn. Đấy. 20.000. Đặc trị vi khuẩn 35.000. Hiệu đặc biệt cũng là đặc trị sương mai, phấn trắng, thán thư, nói chung là nó cũng là như vậy. Em bán là 35.000, hai cái đều như nhau hết. Kiki thì gia đình em Thảo có Kiki Duy đỏ và Kiki Duy xanh. Kiki Duy đỏ thì nó là dạng bôi, còn Kiki Duy xanh là dạng phun. Đấy, nó có sự hướng dẫn hết rồi. Em bán với giá là 60.000 Duy xanh và 80.000 Duy đỏ nhé cả nhà nhé, Kiki. Và dây thì hiện tại thì gia đình em có dây buộc 100m này, 100m tờ đây. Em bán là 50.000 dây buộc nhá. Đấy, keo liền sẹo. Keo liền sẹo này em là hàng của Mỹ, keo liền sẹo màu đen ấy, hàng rất là tốt đấy, em bán là 50.000. Bả sen em cũng nói rồi nhờ, 35.000. Đây. Phân bón lá đậu châu 501 này, nảy chồi ra hoa. Đó, em bán theo bộ nhá. Đấy, nó có cả cái cây, có cả đậu châu 701 nữa này, kích thích ra hoa nữa. Đấy. Em bán một bộ lá. Em bán là 75.000 một bộ nhá cả nhà nhá, gồm còn sẽ được hai cái này. Đấy. Nên bán lẻ thì là 25.000 một cái. Để chuẩn bị cho cây hoa của chúng ta nở một cách tối ưu nhất, có những khi chúng ta phát hiện ra là cái cây hoa của chúng ta có những cái nụ, những cái chồi nó rất là nhiều nhưng mà nó đều không nở được, nó sẽ trở nên vàng đi. Thì đó chính là tình trạng như con ruồi vàng nó châm chích vào, thì dẫn đến là cây hoa của chúng ta không thể nở được một cách tối ưu. Hay nói cách khác là nó không thể sai bông nhiều đúng không ạ? Nếu cô chú anh chị gặp phải những cái tình trạng đấy thì chúng ta có thể để ý là trong vườn của chúng ta xem có những con ruồi vàng không. Khi nó đậu nó châm chích vào những cái vòi, những cái nụ hoa thì nó hoa của chúng ta sẽ không thể sai hoa nhiều được. Và mùa hoa Tết cũng như là mùa xuân, rất là nhiều những cái dòng hoa của chúng ta nó nở đúng không ạ? Thì cô chú anh chị mua cái thuốc dẫn dụ ruồi vàng này về, chúng ta sẽ bẫy. Đấy, trong vườn chỉ có một vài con thôi thì nó bay từ cây này sang, bay từ cây kia sang ấy, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và mỗi một lọ này gia đình em Thảo bán với giá là 50.000, gồm có hai lọ bên trong này. Và nếu mà vườn rộng trên là 100m thì chúng ta nên mua khoảng tầm 2 bẫy thế này. Đó, còn nếu mà những cái vườn bé bé thôi thì chúng ta mua một lọ. Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn ủng hộ shop hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị xem video của em nhớ đăng ký kênh của em bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Hiện lên cái chuông thông báo, anh chị em ấn vào chuông thông báo thì sẽ nhận được video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và bây giờ em xin kết thúc video đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo.